tiên kính thực đệ tử duy nguyện lương thời tiết anh có xe trên nhà đó không anh của ông thái văn quán thực cầm bình an kính chủ phương ninh thọ thọ phước đưa hồn đi đệ tử xin nhận rước hồn về hồn khôn lai đá gia đình còn hồn dưỡng lễ lễ để tránh an thần nợ xin những tài tam mẫu chứng minh thiên thần gia hộ trà chăm thơ vị lễ nhị bái chú kiết tường giả kiết tường chú gia lập thà nhân kiết tường nhất thiết thà chú kiết tường giả nguyện chư thường sư a di đà phật chú kiết tường giả kiết tường chú gia lập thà nhân kiết tường nhất thiết